Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái máy bữa em mới về tức thì bữa nay ngày sẽ bữa sau thì nó nhận được hợp đồng đi xa thầy công tâm. Thì cái lô máy này cái lô máy Thái xịn luôn ha. Đó, 1747 á. Số khung này là 502232 nè, đó. Này, chữ Thái hết, máy còn chất lượng còn cao lắm nha. Em quay cái đầu máy chữ Thái nó nguyên zin luôn á. Đây. Chữ Thái. Đó. Nếu mà phiên bản Việt Nam hay Myanmar hay Campuchia gì tất cả đều là chữ tiếng Anh hết nha. Máy thì bồng lúa đẹp, chỉ kiểm tra sơ sơ lặt vặt. Bông cuốn còn đẹp, chưa có lợp gì hết. Nước sơn còn nhiều. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ kiểm tra sơ cho khách một số thứ. Rồi sau đó là em có thể giao đi xa thầy công tâm. À, bây giờ bắt đầu máy Thái này chạy xuống để kiểm tra sơ sơ. Thì không biết khách làm gì. Bây giờ em lấy em làm sơ sơ cho khách ra, làm mấy cái đầu inox vô cho nó xài bền. Đó, còn chắc hộp số chắc không đụng gì nó quá, số đẹp quá. Đây, nghi xì của nó. Này máy Thái. Máy Thái là máy chữ Thái. Trắng và nước sơn đầy đủ, nó còn kỹ bọc inox vô. Rồi, chào các bác buổi sáng nha. Thì cái máy này đã xong rồi, máy đi công tâm nè. Em đã bảo dưỡng cho khách sơ sơ hết trơn rồi đó. Đó, dần chân đi cũng sơn lại cho khách kiểm tra luôn rồi. Bông cuốn là sơn lại luôn ha. Các bác muốn xem nguyên zin thì đánh cái số khung ra là ra, máy là đẹp lắm. Xích là gà cao sẵn ở chân luôn. Rất là ok. Hai thành đập từ dưới chân này. Rồi, chào các bác nha. Cái máy này bây giờ bắt đầu lên đi xa thầy công tâm. Thì đây có tài xế mới để chỉ nó cách chạy cái đó. Rồi tài xế xe tải bên em. Rồi xong. Rồi, cảm ơn em nhiều nha.
cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì theo số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy á, cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm ở đây. Tùy theo mức độ ha mọi người. Đây, như mấy con này hộp số mình làm miễn phí hết ha, phải phụ tùng được. Để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Chiếc này làm cũng gần xong rồi, cũng thay lăng mới hết toàn bộ rồi, lưới mới rồi ha. Mấy con đây là phần qua làm đồng. Làm đồng hàm ha. Đây mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi.